Vâng, Sơn xin chào bà con. Kênh Sức Khỏe 60 Giây thì khoảng 9 tháng nay là em chưa có đăng một cái video nào về cỏ mực. Thì bà con nói tại sao không có đăng. Thì trên những cái video mà về hướng dẫn cách sử dụng cỏ mực để trị hết bệnh suy thận á, là em nói rất là chi tiết rồi ha. Và cái công việc của em hiện tại rất là bận, nên là thời gian qua em không có cập nhật thông tin cho bà con mình. Thì hôm nay em rất là vui vì có hai người đã hết bệnh suy thận nhờ cỏ mực. Thì hôm nay em chia sẻ video để tạo động lực cho bà con ha. Còn bà con mình có thể xem lại cái cách ăn cỏ mực như thế nào để hết bệnh suy thận, thì mình có thể nghe thông tin từ những người hết bệnh và xem lại những video cũ trên kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Thì chiều em đi làm về có cô Văn là ở Long Hải nói là hết bệnh suy thận và rất là mừng, nên là báo tin vui cho kênh Sức Khỏe 60 Giây. Thì hôm nay mình sẽ gọi cô Vân để nhờ cô chia sẻ kinh nghiệm ăn cỏ mực và chia sẻ niềm vui cùng bà con mình, anh chị ha. Mình sẽ không chia sẻ số điện thoại của cô Vân anh chị ha, tại vì quyền riêng tư. Dạ, thưa cô Vân, con là Sơn bên kênh Sức Khỏe 60 Giây con. Bây giờ con nói chuyện với cô xíu được không ạ? Dạ, thì bà con mình nói là muốn nghe thêm thông tin từ người hết bệnh suy thận từ cỏ mực đó. Nhờ cô chia sẻ cho con vài thông tin ha. Cô ở đâu ạ? Cô sống ở đâu ạ? Cô ở Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Cô nay nhiêu tuổi rồi cô? Cô 55 tuổi. Dạ, cô 55 ha. Rồi đợt trước cô bị suy thận là phát hiện khi nào vậy cô? Nếu mà mình không kỹ, nếu mình không kỹ là khoảng 3 năm chạy thận hả cô? Không, nếu mà không kỹ là 3 năm chạy, còn mình kỹ thì 5 năm hay là hơn nữa. Dạ. Là bác sĩ nói là không có thuốc trị mà mình phải bị từ từ nó sẽ nặng hơn hả cô? Bác nói 3 năm sau thì cái người mình nó sinh phù lên rồi là lên chạy thận. Dạ, tự nhiên không có thuốc gì chị hết hả? Dạ. Sợ quá trời luôn. Là không ăn không ngủ mấy cả nửa tháng trời, không ăn không ngủ hả, ớn mất mấy kilo. Là bị tâm lý căng thẳng hả con? À, sợ cũng nghĩ tới sợ mà nó chạy không có thuốc gì uống ghê vậy. Dạ. Cái đầu cái lên mở mảng cái thấy ví dụ mở mặt ra. Dạ. Cái bác nhà ăn đó. Dạ. Bác của sao ăn đó. Cái cô ăn, cô mua về ăn. Ăn mới đầu cũng gì á, nhắc cái đập ta ăn. Dạ. Ăn 2 tháng, ăn 2 tháng gì á. Dạ. Lên cũng xét nghiệm lại mà hạ ít lắm, hạ có cái lúc mà bệnh á là 1.24. Mà 1.24. Dạ. 1.24 là bệnh rồi đó. Dạ. Mà ăn hạ tháng nó hạ xuống có 5 số là còn 1.19. Dạ. Mà bà cũng nói còn bệnh, bà nói là không có hết đâu, cái bệnh đấy nó vậy, nó không có hết, bà nói vậy. Dạ. Cái 2 tháng sau cô về cô uống mà cây cô bắt đâm hết cái cây đó luôn. Đâm đâm hết cả cái cây hả con? Cái cây gốc rễ gốc đồ. Dạ. Cũng như cái cây mấy hôm mình ăn cái lá không à, bỏ cái thân. Cô ăn nhiều không? Có ăn nhiều không? Một ngày ăn bao nhiêu? Ăn hồi lúc 2 tháng đầu là ăn 3 tử á, sáng trưa chiều. Dạ. 2 tháng sau là ăn ngoài có 2 tử mà đi ăn hết nguyên cái cây luôn. Dạ. Mà là dạ, tín hiệu hay yếu. Dạ. Mà trong nhà uống nó hay hơn là ăn uống á. Uống nó hết luôn, nó lên cái bà có xỉu tách. Ủa thận hết rồi, không có còn bệnh nữa. Cái mình nói, ủa sao lúc trước mắt nó không có hết. Tại nói chị giờ cái số là nó hạ xuống còn cái 9 phẩy mấy à.
dạ. Như được 1 chấm nữa. Dạ. Còn cái 9,7 là bạn phải nói hết chứ không phải bạn nói nọ. Bạn nói người hết rồi, phần mấy chị hết rồi. Dạ, rồi. Bây giờ cô nói lại cái cách ăn ha, tức là ngoài cô hấp hấp chín cái đọt non để ăn, và cô còn cái thân đó cô đâm cô uống nè, dắt nước uống hả? Đâm cái thân cây đó. Dắt nước uống sống rồi hả cô? Đâm xong rồi cái hấp. Hấp. Cô đâm cho nó xong hết cái cô leo nguyên cái tô lên cô hấp. Dạ. Xong cái đổ nước vô cái dắt ra hết. Dạ. Lấy cái nước uống. Dạ, vậy là cô sau khi đâm xong rồi hấp rồi dắt lấy nước uống là một ngày hai cử hả con? Hai cử thôi, uống dạ. Buổi trưa với buổi chiều. Uống trước khi ăn cơm hay sau khi ăn cơm con? Uống trước khi ăn một tiếng thì giống như cậu nói dạ. Vậy đó. Dạ. Uống trước khi ăn một tiếng. Rồi cô, tại vì khi mà cô ăn á là cô không có gọi điện thoại cho con nên là cô vẫn theo đúng video là hết bệnh luôn hả con? Đúng rồi, theo ngày nào hả cô cũng lấy ra cô coi, ngày nào cũng coi mà coi hay biết hả, nên nhớ hết luôn, coi cũng như tạo thêm cái sức mạnh cho dễ mà. Dạ, coi đang lấy động lực ha. Ừ, nói chờ người ta ăn hết, biết mình sao, cái ăn 2 tháng đầu thì đi ăn đậm non thì nó hạ sớm, nó bớt cái tâm số à. Dạ. Ví dụ 1.24 mà nó xuống còn 1.19, nó dạ. Hạ có 5. Dạ. Tại năm sau mà cô uống đậm uống ăn gì đụng gì làm đấy hết. Cây già thì mình đâm, còn đọt non thì mình ăn. Ủa? Trời. Chở cô không có trồng được hả, cô đi mua không? Không, nhiều lắm mà cũng như không có biết hái. Dạ. Đi ra chợ mua. À, nhờ chợ hái dùm ha. Dạ, nhiều lắm. Ở dưới này nhiều lắm. Dạ. Ra chợ dặn ta là mai là đi chợ lấy. Rồi. Cô ăn biết nhiều cậu á. Khi mà mình đi bác sĩ như vậy á, rồi bác sĩ có kiêng cử mình như thế nào không để mình chia sẻ thêm cho bà con không cô? Cái lúc bệnh đó là bác kêu ăn cử ăn cá, ăn thịt luôn. Dạ. Cử ăn mặn. Dạ. Cá mực tôm rồi vậy đó. Dạ. Ừ, ăn hải sản đồ cử. Bớt dạ, ăn cá thịt tôm hải sản. Dạ. Ồ vậy cái cỏ mực là cô có hấp với cái gì không, gia vị gì không? Không. Hấp không. Dạ. Dạ. Dạ thì trên video con cũng có hướng dẫn là bà con á, chỉ nêm càng ít càng tốt để dễ ăn thôi, còn không có nêm cá thịt thì ăn không càng tốt ha. Dạ. Vậy là từ hồi cô phát hiện bệnh là 1.24 ha, cho đến lúc còn 0.9 là bao lâu vậy cô? Năm tháng. Dạ. Rồi hôm nay lên bác sĩ là mừng khỏe rồi ha. Vậy cô có muốn ăn con mực nữa không? Chắc còn cái chất thuốc đó nên nó mới hết. Vậy sợ không ăn là nó sẽ trở lại không? Tại vì ba con á là ngày 14 năm trước á là ăn hết, là không ăn một miếng con mực nào nữa trong vòng 14 năm vẫn không có sao. Đó, rồi sau này bị lại, nó bị cao trở lại, nó lọt qua suy thận trở lại thì ba ăn thì giảm xuống, nên là bây giờ thỉnh thoảng lâu lâu ba mới ăn thôi chứ không có ăn thường xuyên nữa. Dạ. Nhưng mà nếu có điều kiện á thì thỉnh thoảng cô cũng nên ăn lại và kiểm tra sức khỏe mình nghe. Kiểm tra tại vì cô uống huyết áp ở trên chợ lẫy mà cứ 2-3 tháng là lên chợ lấy thuốc, chứ mua đây không có. Mua đây nó không có nên phải đi 3 tháng hay là 2 tháng là đi lần. Cô còn đi làm không? Vậy cô có tập thể dục gì không? Có chứ, cô đi bộ trên máy á. Dạ. Đi bộ, ngày đi nửa tiếng vậy. Dạ, tại vì cái này á là con cái cách hướng dẫn thì con cũng chia sẻ nhiều người hết rồi, nhưng mà do thời gian rồi á, con cũng khá là bận rộn nên con cũng không có cập nhật thông tin. Nên là đợt này sẵn cô chia sẻ thì con tạo động lực cho bà con mình luôn. Đúng rồi, lên cho người ta thấy người ta thấy nhiều bệnh quá trời. Dạ. Bữa cũng ở đây luôn, cũng có một con cháu nó có 2 mấy tuổi rồi, tự nhiên nó đi xét nghiệm á. Dạ. Của bạn của con cô á, dạ. Nó bệnh á, nó xét nghiệm cái trời ơi, bị suy thận độ 3 luôn. Dạ. Sợ quá trời luôn, cái về cái chỉ là ăn có mực vậy. Dạ. Anh cũng ăn mấy
hiện giờ cũng đang ăn mà không biết bớt nên cô cũng hỏi hoài. À, những người mà suy thận giai đoạn 2, giai đoạn 3 là ăn là hết đó cô. Còn như mà chế tới chạy thận rồi thì con chưa có thông tin, nên là tại vì mình cũng chia sẻ cũng không được nhiều đó, nên là bà con hỏi thì con nói cứ ăn thử đi, tại vì nó tốt cho thận chứ nó không có ảnh hưởng gì hết á. Dạ, nhưng mà giai đoạn 2, giai đoạn 3 là ăn hết đó con. Dạ. Dạ. Con mừng quá trời. Dạ không có gì con. À, thẳng mình chia sẻ cho bà con luôn. Cô ở Long Hải ngay khúc nào cơ ha? Tại Long Hải ở đường mới đường 6 à. Dạ. Rồi vậy con sẽ lưu số điện thoại của cô, nếu có dịp thì con có đi Long Hải con ghé cô thăm con ha. Nhưng mà chắc dạ. Nhớ ghé ăn hải sản. Dạ rồi con sẽ lưu số của cô lại, tại con xưa giờ như con chưa có đi Long Hải, như đi có một lần à. Rồi có dịp sẽ gặp lại cô. Bữa nay con cũng con có một bác ở Vĩnh Long cũng hết suy thận, bác nặng hơn cô nhưng mà ăn thời gian cũng dài hơn cô á, nhưng mà mới hết. Gọi con có gì để con ghi âm cuộc gọi rồi con chia sẻ, có gì cô xem thêm cho vui ha. Dạ rồi con cảm ơn cô Văn nghe. Dạ, dạ, rồi. Dạ, chúc cô sức khỏe. Mấy nghe là bữa lên hết bệnh cái mấy người chung quanh cũng hết bệnh á. Dạ. Nghe mà bác sĩ nói thằng của chị hết rồi. Dạ. Cái muốn bà, mấy bà chạy theo hỏi. chị ăn gì mà hết cái đó. Tôi ăn con mực cái bắt đầu chị nói cho mấy bà đúng lại nghe. Nói ơi, ai bệnh thì chị ta ăn đi, đi dạ. Ăn nó mấy bà dạ. Ờ, cô có xem cái kênh Nam Việt không, cái kênh Cuộc Sống Miền Nam không? Có. Ừ vậy hả? Dạ. Cái kênh đó thì cô cũng biết ha, kênh đó là kênh của gia đình con hàng ngày, con có video chia sẻ. Rồi. Có dịp gặp cô Văn nghe. Rồi, con cảm ơn cô Văn. Tạm biệt cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, chào cô. Dạ, hôm nay em rất là vui ha. Có trong một ngày mà có nhận được hai cuộc gọi của cô Văn và một bác ở Vĩnh Long. Mình sẽ gọi điện nhờ bác chia sẻ cái cách ăn của mình các bạn ha. Rồi, hy vọng là bà con mình cảm thấy video này hữu ích để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cái cách ăn có mực của cô Văn hồi nãy, còn nếu các bạn chưa có rõ thì mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Rất là chi tiết ha. Rồi, tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.